Xin chào bạn. Sau đây là đang chia sẻ với các bạn điểm câu tự nhiên thuộc xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đây là cống này. Các bạn đến ủy ban Tây Tiến, các bạn hỏi đường ra cống là họ chỉ đường. Câu quá đẹp. Giao điểm giữa sông Kiên Giang và sông Lân. Đây, sông Lân này. Đánh lục đầu cần, câu đài cũng được, câu đơn được, mang xê cũng được, làm mấy cái thể loại cần vừa ngồi vừa ngâm mang xê vừa câu đơn thì cũng được, đỡ mất. Sườn dốc xoài đây. Xin chia sẻ các bạn điểm câu tự nhiên tại Tiền Hải, Thái Bình. Đang Phí Sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đang Phí Sinh.